Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.